Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tổng hợp của Báo Dân Tộc và Phát Triển. Bản tin hôm nay ngày 9 tháng 9 có những thông tin đáng chú ý sau. Hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng. Ánh sáng vùng biên ở bản làng biên giới Nghệ An. Hội đua bò Chùa Rô, nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là thông tin chi tiết. Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 3, từ đêm mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 9, trên địa bàn nhiều tỉnh thành phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng, dẫn đến ngập lụt gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp cơn bão số 3, ngay sau khi bão đi qua, Quảng Ninh tiếp tục phải hứng chịu lũ lụt. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một số nơi đang diễn ra tình trạng ngập lụt. Tại cầu Bắc Hóc, lũ trên sông Bình Liêu đang rất lớn, khu vực cửa khẩu Hoành Mô ở Móng Cái cũng đang bị ngập lụt lớn. Đặc biệt do mưa lũ, phần đập đất vai trái của công trình thủy lợi Hà Thành thuộc xã Đông Hải, huyện Tiên Yên bị vỡ khoảng 50 mét. Nước từ công trình đã ảnh hưởng đến khoảng 400 hộ dân thuộc 3 thôn, hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Ngày 9 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký văn bản công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh. Tại Lào Cai, thiên tai đã làm chết 13 người, 9 người bị thương do sạt lở, 50 nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại. Sapa 19 nhà, Bảo Thắng 13 nhà, Văn Bàn 18 nhà, Bát Sát 7 người. Trên 248 hecta diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại thuộc về các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên. Nhiều vị trí thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở, một số công trình thủy lợi tại huyện Văn Bàn bị hư hỏng. Các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Giang, Hòa Bình đều có mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, khiến nhiều người thương vong. Đặc biệt vào lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, lũ lớn đã gây sập một phần cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ. Theo báo cáo sơ bộ, có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị rơi xuống sông, bị lũ cuốn trôi. Trong đó, 4 người được cứu sống, những nạn nhân còn lại đang mất tích. Trong sự kiện hội nghị quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu châu Á Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng, có hai sản phẩm làng nghề truyền thống là làm giấy bản và hương thơm của dân tộc Nùng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa được lựa chọn làm quà tặng cho đại biểu khách quý trong nước và quốc tế. Để sản phẩm thủ công truyền thống giấy bản, hương thơm được bảo tồn và phát triển vươn xa, từ năm 2018, Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng làm việc với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ bà con tiếp tục phát huy sản phẩm với hướng đi mới. Hai sản phẩm trên được chọn làm quà tặng cho đại biểu khách quý tại hội nghị APGN8. Bà con rất phấn khởi, tiếp tục nâng cao chất lượng và làm mới sản phẩm. Vườn quốc gia Cúc Phương của Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế số 1 châu Á khi được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới WTA trao tặng danh hiệu Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2024. Kể từ năm 2019, đây là năm thứ 6 liên tiếp Cúc Phương vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký trong khu vực để giành được giải thưởng danh giá này, khẳng định sức hút của một trong những khu rừng nguyên sinh lâu đời nhất Việt Nam. Với diện tích hơn 22.000 hecta, Cúc Phương sở hữu hệ động thực vật phong phú cùng hệ thống hang động kỳ bí, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ. Bên cạnh giá trị về đa dạng sinh học, Cúc Phương còn là một điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Các hoạt động như trekking, khám phá hang động, quan sát động vật hoang dã luôn mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách. Ánh sáng vùng biên là tên gọi công trình dân sinh đã và đang được các đơn vị bộ đội biên phòng Nghệ An lắp đặt tại các bản làng biên giới của tỉnh, vừa góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, vừa tăng cường tình quân dân cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nghệ An có 11 huyện, thị xã miền núi, trong đó có 6 huyện biên giới với 252 xã, thị trấn miền núi. Trong đó có 107 xã và 1.188 thôn bản đặc biệt khó khăn, 27 xã tiếp giáp với nước bạn Lào. Để đảm bảo ba yên gồm yên dân, yên địa bàn, yên biên giới, những năm qua, đồn biên phòng Tam Hợp đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã triển khai nhiều mô hình mới. Cách làm hay giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, bảo đảm an ninh trật tự, trong đó có mô hình ánh sáng đường biên. Công trình ánh sáng vùng biên là một trong những mô hình dân vận khéo có ý nghĩa thiết thực đối với các địa bàn vùng khó. Hiện nay đã có 9 đồn biên phòng tuyến biên giới triển khai mô hình này. Thưa quý vị, Quảng Trị là vùng đất có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, nguồn tài nguyên vô giá để bảo tồn, tôn tạo, phục vụ khai thác phát triển du lịch đúng tầm vóc nhằm thu hút thêm nhiều du khách. Đây là hướng đi rất thuyết phục đang được tỉnh triển khai và quyết tâm thực hiện thắng lợi.
lịch sử để lại trên đất Quảng Trị hơn 500 di tích lịch sử, văn hóa các cấp đã được quy hoạch, bảo tồn và phát triển với nhiều địa danh là điểm đến nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn làm lay động lương tri nhân loại yêu chuộng hòa bình như thành cổ Quảng Trị, Dốc Miếu, đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, Vịnh Mốc, Đường Chín, Khe Xanh, Tà Cơn. Với những giá trị quan trọng như vậy của những di tích, tỉnh xác định rõ việc xây dựng các điểm đến trên trở thành sản phẩm du lịch đặc biệt, đó là trải nghiệm di tích lịch sử, văn hóa. Công tác phát triển du lịch tại di tích lịch sử, văn hóa gắn với các tour, tuyến được tỉnh luôn quan tâm. 6 tháng đầu năm 2024, lượng du khách đến với Quảng Trị ước đạt hơn 1,4 triệu lượt người, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 110.000 người. Doanh thu xã hội ước đạt hơn 1.062 tỷ đồng, trong đó doanh thu chuyên ngành ước đạt 471 tỷ đồng. Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn bán các loài động thực vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Những năm qua, nhận thức được việc bảo vệ động thực vật hoang dã quý hiếm, góp phần bảo vệ thiên nhiên phát triển bền vững, các cơ quan, đoàn thể, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động để bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó chú trọng đến việc ngăn chặn buôn bán, khai thác, săn bắt các loài động thực vật hoang dã quý hiếm ở khu vực biên giới cũng như trong nội địa. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế môi trường đã phát hiện 134 vụ, 141 đối tượng vi phạm. Cơ quan chức năng đã khởi tố 10 vụ, 23 bị can, xử phạt hành chính 76 vụ, 76 đối tượng với tổng số tiền trên 226 triệu đồng. Lực lượng kiểm lâm xử lý 99 vụ vi phạm, tịch thu 196.995 mét khối gỗ tròn các loại, trong đó có loài nguy cấp, quý hiếm, thả 6 cá thể động vật rừng như chim cao cát bụng trắng, khỉ đuôi lợn, rắn hổ chúa về môi trường tự nhiên. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Con Gang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất đồi núi hoặc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng tre Đài Loan lấy măng gắn với chế biến các sản phẩm từ cây măng để cải thiện thu nhập. Mô hình trồng tre lấy măng có khá nhiều ưu điểm như không kén đất, có thể trồng được ở khu vực đất dốc, đất cằn cỗi, khu vực hay bị thiếu nước vào mùa khô. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư ít nhưng thu nhập mang lại tương đối cao. Hiện nay, ngoài xã Con Gang thì người dân ở xã Trang và xã Hơ Non cũng đã trồng loại tre lấy măng này và bước đầu cũng đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhận thấy mô hình trồng tre lấy măng mang lại hiệu quả kinh tế tương đối cao, từ năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Con Gang đã triển khai mô hình trồng tre lấy măng cho 19 hộ dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo ở làng Cóp với quy mô 8,3 ha. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã đã cấp cho người dân 2.615 cây măng giống, 2.490 kg phân lân, 60 kg thuốc xử lý đất và tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc. Đến nay, hầu hết các hộ đều có thu nhập ổn định từ mô hình này. Điện ảnh từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và xã hội. Không chỉ là hình thức giải trí, điện ảnh còn là công cụ quảng bá mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch. Điện ảnh từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và xã hội. Không chỉ là hình thức giải trí, điện ảnh còn là công cụ quảng bá mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch. Để khai thác hiệu quả sức mạnh của điện ảnh phục vụ cho du lịch, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía để xây dựng những chiến lược quảng bá và tiếp thị sáng tạo. Ngoài ra, việc đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch để họ có thể cung cấp những trải nghiệm phong phú và chất lượng cho du khách cũng là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo sự thành công lâu dài. Lễ hội đua bò Chùa Rô lần thứ 10 năm 2024 vừa được tổ chức ngày 8 tháng 9. Đây là nét văn hóa độc đáo đặc trưng của bà con dân tộc Khmer vùng bảy núi An Giang vào mỗi dịp lễ Sen Đôn Ta hàng năm. Tham gia hội đua bò Chùa Rô lần thứ 10 năm 2024 có 24 đôi bò xuất sắc của bà con Khmer trên địa bàn huyện Chi Tôn và thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân, du khách từ khắp các tỉnh, thành phố tới xem, cổ động, tạo không khí sôi nổi, nhộn nhịp, gắn kết dân tộc trong ngày hội. Tham gia lễ hội đua bò của đồng bào dân tộc Khmer, các chủ bò và nài bò không quan trọng giải thưởng, thắng hay thua, chủ yếu là được thỏa sức vui chơi, giúp gắn kết tình thân giữa các dân tộc với nhau. Theo quan niệm của đồng bào Khmer vùng bảy núi An Giang, đua bò có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đôi bò giành được giải cao trong năm được chủ nhân chăm sóc kỹ để sang năm tham gia đua tiếp. Bởi bò của Phum khỏe mạnh, có sức dẻo dai, cây bừa tốt, giúp cho người dân thực hiện gieo trồng được dễ dàng, đem lại một mùa bội thu, dân làng no ấm.
Năm 2016, Hội đua bò Bảy Núi An Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật của tỉnh An Giang, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến xem hội đua bò và thưởng thức cảnh đẹp của vùng đất Thất Sơn huyền bí. Hội đua bò Chùa Rô nói riêng, hội đua bò của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang đã vượt ra khỏi giới hạn môn thể thao truyền thống của người Khmer Nam Bộ vùng núi, trở thành tục lệ tín ngưỡng độc đáo của đồng bào vùng dân tộc Khmer vào mỗi dịp lễ Sine Don Ta hàng năm. Câu chuyện và hình ảnh về hội đua bò Chùa Rô, nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer tỉnh An Giang đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube, website, trang fanpage và TikTok của Báo Dân Tộc và Phát Triển. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.